để truyền quy giới cho chúng con buổi tối hôm nay. Dạ vì thời gian hạn hẹp, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông chỉ đọc phần Pali thôi bạch sư. Và con xin đạo tràng cùng với Như Như lắng lòng thanh tịnh để xin thọ tam quy và ngũ giới với chư tăng ạ. Ukasa mai phần tề quy sùng quy sùng rác khả năng thà giá tí xa ra nề na sa ha phần cha si la ni ya cha ma du ti dầm pi mai dằng phần tề quy sùng rác khả năng thà giá tí xa ra nề na sa ha phần cha si la ni ya cha ma ta ti dầm pi ma dằng phần tề quy sùng rạc kha nán thà gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni ya cha ma Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchami, dhammaṃ saraṇaṃ gacchami, sanghaṃ saraṇaṃ gacchami. Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchami, dutiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchami, dutiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchami. Tatiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchami, tatiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchami, tatiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchami. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Te saranatthanam paripurnam panati pata veramani sikha badang samadhiyami adinna dana veramani sikha badang samadhiyami kame sumiccha chara veramani sikha badang samadhiyami musa vada veramani sikha badang samadhiyami sura meraya macchappa madathana veramani sikha badang samadhiyami. Bà na ti bà ta vệ ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi a định na đa na vệ ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi ca me su mít cha cha ra vệ ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi mu sa wa da Vệ ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi su ra me ra ya mat chap pa ma đăng tha na Vệ ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Thế Tôn có dạy rằng ima ni pang cha si kha ba đa ni sa du kan ka to a pa ma de na ni cha ka lang sa ma ra ki ta bang. A ma phần tê Thế Tôn có dạy rằng Sile nek su ga tin yang ti Sile nek phô ki sam bada Sile nek nip bu ti yang ti ta ma si lang vi so thát ye. Sa thu sa thu sa thu Ua ta mang ghê na quan đê hăng Ba da bang sung wa ru ta mang bu the yo khali to do so bu tho kha ma tu tang ma mang u ta mang ge na wan de hang tham man cha du wi thang wa rang tham me yo khali to do so tham mo
kha ma tu tang ma mang u ta mang ge na wan de hang sang khan cha du vi tho ta mang sang khe yo kali to do so sang kho kha ma tu tang ma. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Minh Thông có thể lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. À. Sakkattva Buddha Ratanang O Satang O Tamang Varang Hitang Deva Manusanang Buddha Te Che Naso Thina Na Sang Tu Ba Dava Sabbe Dukha Vupasamang Tu Te Sakkattva Thamma Ratanang O Satang O Tamang Varang Parila Hupasamanang Thamma Te Che Naso Thina Na Sang Tu Ba Dava Sabbe Phaya Vupasamang Tu Te Sakkattva Sangha Ratanang O Satang O Tamang Varang Ahuneyang Pahuneyang Sangha Te Che Naso Thina Na Sang Tu Ba Dava Sabbe Roga Vupasamang Tu Te. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thông đã thay mặt chư tăng để truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ con thấy giảng sư đã vào lớp, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa brahma cha lo ka Thi pa ti sa ham pa ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha san tam ba ra chang kha cha ti ka Đề xế tu thầm măng, A nu cầm bi măng ba chăng. Sành thầm ma phê rinh, Quỷ nhà danh cha ca giang. Sùa tân cha bành thân, A phi thầm ma chăm măng. A cô ta danh tu cha tu san cha đan đăng ba bố tha nay ye pa ri sa ya man che nắc mô bút tha giá nắc mô tham ma giá nắc mô sang kha giá và Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy kinh có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay bạch thầy và con xin quên bút lại cho thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Thầy. Dạ, kính lễ chư công đức đang làm rơm, thành chào tất cả quý vị. Nghe rõ ha? Hello. Dạ, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta tạm ngưng cái phần sách pháp ha, trở lại cái phần qua bên phần danh pháp và học tiếp cái sáu pháp riêng biệt. Thì nếu chúng ta học về nhân môn các gì đó thì, cảnh sự học được một mới ha. Hôm nay chúng ta học tiếp phần mới mà chúng ta vô phần là 21 cảnh. Thì trước khi vào học chúng ta cùng nhau đánh lại toàn bộ tâm tắc. Nakmota sapagawato arahato sama sambutasa Nakmota sapagawato arahato sama sambutasa Nakmota sapagawato arahato sama sambutasa
Samma sambuddhamma palang sasattamma anuttamam apivadiyapasisang apithammattasang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. À, Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sư Phật. Mà chúng ta bước qua bài mới về cảnh phối hợp. Đây thì mời MC cô thư ký post bài lên, mời tất cả quý vị lên quan hỷ cùng nhau đọc Bali ha. À, xin mời tất cả. Dạ, con xin phép điều đọc trước. Alam bana sangaho, toát yếu về đối tượng cảnh. Alam bana sangahe, alam bana ni nama rupa nang mang nang sakda ramma nang gantha ramma nang rasa ramma nang phu thabba ramma nang thamma rang ma năng cha tí chấp bi tha ni phá văn tí. Trong tóm lược về đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tat rupa me va rupa ram ma năng tatha sakda da yo sakda ram ma na di ni thamma rammanang panapa pasada sukup marupa citta te cetasika nibbana pan nhat tivase na chattha sangge hang ti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy cùng thấy ấy, âm thanh mùi vị vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm tâm sở niết bàn và khái niệm trục đế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã đọc xong, xin mời người kế. Và chân thành trảm cảm ơn chư vị đã lắng nghe. Dạ, Nam mô Bổn Sư, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ con lấy, con xin kính lễ chư quý sư. Và con xin kính chào thầy Kinh, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, tới phiên con trả bài. Alam bana sangaho, tất yếu về đối tượng cảnh. Alam bana sangahe, alam bana ni na mat rup pa rang manang sat da ram manang ganda rammanang rasa rammanang phota phota photappa rammanang dhamma rammanang chati cappidani pavanti. Trong tấm lược về đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tattha rupa me va rupa rammanang tattha sadda dayo sadda rammanena dini thamma rammanang pana pasada sukkhuma rupa citta cetasika dipana panyat ti vasse na chatta sangge hanti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy cùng thấy ấy, âm thanh mùi vị vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của ngũ quan, tức năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm tâm sở niết bàn và khái niệm tục đế. Dạ. Con xin kính mời vị kế tiếp chúng ta tranh thủ để thời gian.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ con không thấy dơ ai dơ tay, theo con tranh thủ đọc tiếp. À lầm bá ná sằng gá hồ, tác yếu về đối tượng cảnh. À lầm bá ná sằng gá hề, à lầm bá nà ní nà má rù bà. Rá má nằng sách đà rầm má nằng, gành thà rầm má nằng, rá xà rầm má nằng, phốt thấp bà rầm má nằng, thầm mà rầm má nằng, trà tí chấp bí thà ní phá hoành tí. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát thá rù bá mề quá rù bà rầm má nằng, tát thà sách đà đá dồ sách đà rầm má nà đì ní, thầm mà rầm má nằng bá nắp bá xà đá, sukuma rù bá chích tá chê tá xí cá ní bà ná bành nhất tí quá xề ná chách thà sằng gầy hành tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy cùng thấy ấy, âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, 5 sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Và con đã đọc xong, con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Sa thú em Châu Nguyễn. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Pháp Trang, sư Nguyên Thông. Kính chào thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. À lầm bá ná sằng gá hồ, toát yếu về đối tượng cảnh. À lầm bá ná sằng gá hề, à lầm bá nà ní nà má rù bà năng, rù bà rầm má nằng, sách thà rầm má nằng, gành thà rầm má nằng, rát xà rầm má nằng, phốt thá bà rầm má nằng, thầm mà rầm má nằng, chà tí chát tí thà ní phá vành tí. Trong tấm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát thá rù bá mề quá rù rù bà rầm má nằng, tát thà sát đà đa dồ sát thà rầm má nà đi ní, thầm mà rầm má nằng, bá nát bá xà đá xuất khu má rù bá chít tá Sê tá xí cá, níp bà ná, bành nhát tí vá sê ná, chát thà sằng gá phàn tí. Nơi đây, chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy, âm thanh, mùi vị, vân vân. Những đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, 5 sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm, tục đế. Dạ con đã đọc xong, xin mời chị Hà. Dạ con kính đảnh lễ Bà Ngoại Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Pháp Trang, sư Nguyên Thông và con kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin trả bài. À lầm ba na sằng ca hồ, toát yếu về đối tượng cảnh, đoạn 1. À lầm ba na sằng ca hề, à lầm ba na ni na má rù bà rầm ma nằng, sách đà rầm ma nằng, gàn thà rầm ma nằng, ra xà rầm ma nằng, phốt tháp bà rầm ma nằng, thầm mà rầm ma nằng, trà tí chấp bi thà ní phá hoàn tí. Trong tấm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi,
đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tattharu ba mê quá rù bà rầm ma nằng tát thà sát đà đa dồ sát đà rầm ma nà đi ní thầm mà rầm ma nằng bá ná ba xà đa xúc khu ma rù bá chích tá chê tá xích cá nếp bà ná bành ná bành nhá ti quá nệ xê ná chát tha sằng gầy hàn tí. Nơi đây chính sắc là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy âm thanh mùi vị. Những đối tượng của sự biết là có sáu, là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Dạ, con xin trao cho vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn Giang Nhật Hà. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính lễ Thầy Kinh, kính chào các anh chị. Dạ, con xin đọc bài ạ. À làm ba na sằng ga hồ, toát yếu về đối tượng, cảnh. À làm ba na sằng ga hề, à làm ba na ni mà, ma rồ bà rằm ma nằng, sắt đà rằm ma nằng, gần thà rằm ma nằng, rát xà rằm ma nằng, tháp bà rằm ma nằng, thầm mà rằm ma nằng, chà ti chấp bi thà ni phá hoàn tí. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe. Dạ, không biết đại tràng có nghe con được không ạ? Dạ, xin cảm ơn. Con xin đọc lại ạ. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát tha rù ba mề qua rù bà rằm ma nằng, tát thà sát đà đá dồ sát đà rằm ma nà đi ni, thầm mà rằm ma nằng ba na ba xà đá su khu ma rù ba chít ta chê ta si ca ni bà na bành nhát ti wa sê na chát thà sằng gầy hàn ti. Nơi đây chính sắc là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh mùi vị. Nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phận nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Con đã đọc xong ạ. Con xin xuống mic. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Đã xin mời Cha Vin ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham mà, dạ nam mô Sang Ca, dạ. Dạ con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, con kính lễ Sư Thanh Tâm, con kính lễ Sư Nguyên Thông, con kính lễ quý tăng ni và con kính chào Thầy Kinh và kính chào đạo tràng. Dạ con xin trả bài. À làm ba ná sằng ga hồ, toát yếu về đối tượng cảnh. À làm ba ná sằng ga hề, à làm ba ná, à làm ba nà ni nà ma ru bà răng ma nằng sát đà răng ma nằng Ganda Ramanang, Rasa Ramanang, Potappa Ramanang, Dhamma Ramanang, Jati Chabidha Nibbawanti. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và
đối tượng của sự hay biết. Tathā rūpamē vā rūpā rammanaṃ tathā saddhā dayo saddhā rammanā dīni dhammā rammanaṃ pāṇā paccāda sukkhumā rūpā citta citta caitasika nibbāna paññat paññatti vassena chatta chattaha sangayanti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Dạ, con kính tri ân cô Trần Nguyễn đã post bài. Con xin xuống mic. Dạ, mời Nguyễn Trang. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con Nguyễn Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Cảm ơn Châu đã post bài. Dạ, con xin đọc bài ạ. Alambana sangaho, toát yếu về đối tượng cảnh. Alambana sangahe, alambana nina marubaram manang settharam manang gantharam manang sararam manang phottappa rammanang thamma rammanang chatichappitha nipawanti. Trong tóm lược về đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tathā rūpamē vā rūpā rammanaṃ tathā saddhā dayo saddhā rammanā dīni dhammā rammanaṃ paṇapassādā sukkhamā rūpā citta caitasika nibbāna paññatti vassena caṭṭhā saṅgayanti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết là sáu và những phần nhạy cảm của mũi quan, của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ, con kính cảm ơn thầy kinh. Dạ, con xin xuống mic ạ. Kính mời đạo tràng. Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu ạ. Alambana sanggaho, toát yếu về đối tượng cảnh. Alambana sanggahe, alambana ni nama rupa rammanang saddha rammanang gantha rammanang sa rammanang phottappa rammanang thamma rammanang jati cappitha nipawanti. Trong tóm lược về đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tathā rūpamē vā rūpā rammanaṃ tathā saddhā dayo saddhā rammanā
đi ni tham ma ram ma nang pa na pa sa da su khu ma ru pa chit ta che ta si ka ni pa na ban nhat ti wa se na chat tha sang gay han ti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Dạ thưa con đã đọc xong ạ, con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Xa thấu, xa thấu. Dạ. Quý vị còn ai muốn lên nữa không? À, chắc hết rồi không? Hết rồi không? Dạ, chuẩn bị không? Dạ, kính ở chư Tôn Đức Tăng. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Dạ, rất hoan hỷ. Mai thấy quý vị đọc Bali cũng có nhiều vị cũng rất là giỏi ha. Nhưng mà giờ tôi cũng có yêu cầu thì không biết được không? Ví dụ như ai mà giữ bài Bali á, cho cái tuần tới tuần học á, thì có thể gửi cho các bạn nào mà không có để mình tập trước ha? Mình tập trước cái Bali đó để lên đọc phải là ngon lành ha? Đọc ai lên cũng đọc là giống nhau đó. Đọc ào 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 đọc vậy nó mới là gây phần hào hứng sống động. Thì nếu mình không gửi bài trước lên đọc liền khó không? Đọc liền giống như là mình chơi nhạc mà mình thị tấu vậy, để đưa vào nhạc lên quýnh liền nó dễ, khó lắm. Còn này mình phải tập trước, nhờ quý vị gửi bài trước cho các bạn trong room, cách nào đó không biết, cách nào gửi lên Facebook hay là gửi qua email hay là cách gì đó, gửi cho ai chưa có, người nào có gửi trước vậy nó mới hay. Lên mình đọc mình thấy rơm rã không? Chứ thôi là đọc lẫn cẩn cũng mất quan hỷ ha. Thôi gửi nếu cái gì làm được này thì rất là xa thứ, là cái buổi học mình rất là hết sảy ha. Lên là toàn là siêu sao không ha? Đọc siêu sao hết. và gửi cho quý vị cố gắng thực hiện được thì rồi mình rất là sống động ha. Tại vì nhà đọc ha. Đúng rồi, đọc như hết sảy luôn ha. Đọc phải đọc trước, phải tập trước, khó nhưng mà dễ, dòm đọc liền đâu phải chuyện đùa, khó phải thuần thục lắm mới đọc được. Cái này trong âm nhạc được kêu là thị tấu, khó nhìn đọc nhìn mà đàn liền hay nhìn mà ca liền đâu phải dễ, rất là khó. Rồi cái đó là hy vọng là lần tới tuần tới mà thấy cô Hà là làm có thua gì Nguyễn Như mới được. Cô Hà là phải dữ dằn áp lực. Rồi bây giờ chúng ta đã relax ha, bây giờ mình đi vô bài. Hôm nay mình học vô bài mới là A Lâm Bá Nát Sằng Cá Hồ cảnh phối. Có chữ rồi ha, A Lâm Bá Nát Sằng Cá Hồ cảnh phối. Rồi, A Lâm Bá Nát Sằng Cá Hồ cảnh phối hợp ha. Thì nó từ cái chữ A Lâm Bá Nát là từ căn chữ này. Chữ A cộng Lâm tức là đeo vào níu vào thì chữ A Lâm Bá Nát từ căn nó có nghĩa là đeo vào níu vào. Rồi một từ giống ha, mà trong mình đọc đó là mình thấy có chữ A Râm Bá Nát, ghi cái chữ A Râm Bá Nát luôn. Cái kia là A Lâm Bá Nát,
A là đeo và nứa vào. Rồi cái chữ A râm má ná. Cho Nguyễn viết cái chữ ra A râm má ná. Cái kia là A lâm má ná. Rồi cái chữ từ khác là A râm má ná. A râm má ná, đúng rồi đó. Nó cũng giống nghĩa vậy, nhưng mà nó tự căn chữ A cộng râm. Tức là cũng là luyến ái, đeo dính hay là thích thú. A là A râm má ná. Luyến ái, đeo dính hay là thích thú. Rồi viết lại hai cái cho nó rõ ràng ha, để cho các bạn ghi xuống rõ ràng. A lâm mới là căn từ A lâm rồi, đúng rồi ha. Rồi đó là hai từ, hai giờ giờ nó có ý nghĩa giống nhau. Rồi như vậy mình viết là cái hai cái từ này nó có là vật mà chủ thể, vật mà chủ thể tâm á, vật mà chủ thể tâm, nó ngoặc lại, mở nó ngoặc, vật mà chủ thể tâm đeo vào, dính vào, nắm bắt lấy. Vật mà chủ thể tâm đeo vào, dính vào, nắm bắt lấy chấm 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 là đối tượng. Đúng rồi, đó là cái vật gì, cái nào mà cái nào mà cái chủ thể tâm nó đeo vô, nó bám vô, nó chụp, nó nắm, nó bắt, nó biết được thì cái đó là đối tượng của tâm ha. Thì đó là vật, là chủ thể, là tâm đeo vào, bám vào, dính vào, thì cái đó là đối tượng. Đối tượng gì? Đối tượng của cái chủ thể, tức là tâm. Là ý nghĩa sơ khởi trước tiên của nó. Rồi với một cái câu này nữa để chúng ta post lên cho quý vị luôn. Thấy được quý vị. Chít ta chê ta xí kê hi a lâm bí giá tì tí. Tức là có nghĩa là a lâm ba năng. Cái mà bị tâm sở nắm bắt, đều nếu nhận biết chấm, thì chính đó là đối tượng hay gọi là cảnh. Tức là cái gì mà bị tâm với tâm sở nó nắm, nó bắt, nó đeo, nếu nó nhận biết được cái đó đó, thì cái đó là chính là đối tượng. Hay là cái mình dùng cái từ mà đơn giản là cái lực cảnh. Cảnh là cái mà bị biết, tâm là cái biết cái đó. Thì như vậy chúng ta có cái câu Bali được xác định cho chúng ta thấy rõ là vấn đề như vậy. Rồi ghi là ha, ghi là chứ. Rồi, đúng rồi ha. Rồi xuống dòng từ cái vấn đề này mà mình mới phát sinh là nhiều thứ, nhiều loại khác nhau. Bây giờ phân loại cảnh, hai chấm. Phân loại cảnh, hai chấm. Xin chào ha. Tính hẹp. Tính hẹp. Tức là tính theo kiểu hẹp thôi đó. Chứ không phải tính rộng. Giờ tính hẹp trước ha. Tính hẹp. Xuống dòng có 6 cảnh, hai chấm. Tính hẹp có 6. 1. Sắc, hai chấm. Các loại màu. 1. Sắc, hai chấm. Các loại màu. Thinh,
hai chấm các loại âm thanh. Ba, khí, hai chấm các loại mùi hương. Khí, hai chấm các loại mùi hương. Bốn, vị, các thứ vị. Năm, xúc, hai chấm, các sự xúc chạm như nóng, lạnh, cứng, mềm. Nóng, lạnh, cứng, mềm, lay động. Mở ngoặc đất lửa gió, đóng ngoặc lại. Các sự xúc chạm như nóng, lạnh, cứng, mềm, lay động. Mở ngoặc, đóng ngoặc là đất lửa gió. Rồi, số 6 là pháp, hai chấm. Là ngoài cảnh ngũ ra đều gọi là cảnh pháp. Ngoài cảnh ngũ ra đều gọi là cảnh pháp. Rồi, như vậy phân loại ra theo tính theo hẹp thì chúng ta có được 6 cảnh. Tức là tất cả những cái gì mà trên thế gian này nó không có chạy đâu ra khỏi ngoài 6 này đó. À, nó nằm trong 6 này hết. Cho nên chúng ta cần phải biết 6 cảnh này một cách rõ ràng ha. Thứ nhất là về cảnh sắc, tức là nói về các loại màu. À, tức là mỗi sắc pháp nó có một cái sắc màu riêng của nó. À, dù cho nó nhỏ tinh vi tới cỡ nào nó cũng có cái màu riêng của nó. À, kia là cái sắc của nó là sắc màu. À, cho nên đó là cái thứ nhất chúng ta cần phải biết là sắc và cảnh sắc là loại sắc màu. À, thứ hai là âm thanh, tức là các loại âm thanh, à, nhỏ to lớn bé gì đó là âm thanh, nó là thuộc loại sắc cảnh thinh. Thứ ba là sắc cảnh khí, tức là các mùi hương thơm, rồi mùi hương hôi, mùi hương là khó chịu vân vân vân, thì các mùi hương được gọi là cảnh khí. Và vị là các thứ vị như ngọt, bùi, chua, vân vân, thì đó là các thứ vị. Xúc là cảnh xúc, tức là sự khi nào mà chúng ta có một cái sự xúc chạm, chẳng hạn như tay mình đụng vô cái vật gì nó có xúc chạm, những vật nào đó mình thấy nóng, đó là cái sự xúc, cái gọi là nóng, hoặc là lạnh, là âm dương ha, nóng, lạnh, hoặc là cứng, hoặc là mềm, à, cứng, mềm là hai cái đối đãi nhau, cứng, mềm, hoặc là cái sự lay động. Thì nói chung là những cái này là phát sinh từ sự xúc này, chính là do đất, lửa và gió nó tạo được cái sự xúc. À, nếu không có đất, lửa, gió này không có sự xúc. À, cho nên sự xúc thì nó gồm có ba pháp là đất, lửa và gió. Nếu mà đụng đất á, thì mình thấy nó cứng cứng, mà mình thấy nó cứng cứng là bản thể là đất, hoặc là mềm mềm cũng là đất. Thì hai cái đối nghịch nha, do mình dùng cái từ để mình diễn đạt cái cứng cái mềm. Cái nào mà mềm hơn cái cứng thì cái đó là mềm, và cái nào cứng hơn cái mềm thì cái đó được gọi là cứng. À, đó là hai mặt của vấn đề là đất rồi lửa cũng vậy, nóng với lạnh, à, hai cái đối đãi nhau là nóng với lạnh, và gió là cái sự chuyển động, lay động, à, làm cho giữ vững thăng bằng cũng là gió, mà làm cho chuyển động cũng là gió. Thì như vậy cái sự xúc này nó gồm có ba pháp là đất, lửa và gió. À, tôi làm vậy năm pháp này là cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, được gọi là năm pháp đầu tiên ha, năm pháp là nằm trong cái nhóm năm. Cái số 6 là pháp, tức là ngoài năm cái này ra, tức là ngoài cái cảnh sắc, ngoài cảnh thinh, ngoài cảnh khí, ngoài cảnh vị, ngoài cảnh xúc, tất cả những cái gì khác phát sanh đều là cảnh pháp hết. À, mình nói để ý ha, tức là khi nào mà mình thấy những cái gì mà nó ngoài năm này, tức là sắc, là cảnh sắc, là đối tượng của con mắt, là mắt mình thấy cảnh sắc.
Thinh là đối tượng của âm thanh, là đối tượng của cái lỗ tai, tức là nhĩ căn, tức là thuộc về cảnh thinh, tức là mình nghe âm thanh này, nghe âm thanh kia thì đó là cảnh thinh. Thì con mắt không thể thấy, không thể thấy được cảnh thinh, mà lỗ tai cũng không thể thấy được cảnh sắc. Cái nào ra cái đó, thì con mắt đối tượng đó là cảnh sắc, mà lỗ tai đối tượng là cảnh thinh. Rồi khí, cái mùi hương thì đối tượng của cái mũi, tức là cái thần kinh tỷ của mình đó. À, rồi vị là cái vị đối tượng của thiệt thức, tức là của thiệt, của thần kinh thiệt, và của đối tượng của thần kinh thiệt là vị. Và xúc là đất lửa gió, đối tượng cái sự là xúc chạm. Và ngoài năm cái này ra thì chúng ta biết đó là cảnh pháp, mình phải nên biết cái đó, tức là phải ngoài năm này ra là cảnh pháp. Rồi bây giờ nắm được không? Nắm được không cho biết về. Rồi ha, rồi xuống dòng đánh cái bông đầu dòng của cái cô thư ký chạy ra rồi. Đánh cái bông đầu dòng. Ủa cô thư ký nó chạy đâu rồi ta? Té hả? Cái gì con nghe rõ không? Ta là bị ma té nè. Rồi ai ghi thế đi. Đánh qua thị đầu dòng. Đối tượng của sáu căn môn. Hai chấm. Đánh qua thị đầu dòng nghĩa là đối tượng của sáu căn môn. Hai chấm là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Và sáu căn môn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Tức là cảnh, 56 cái cảnh này nó là đối tượng của sáu căn môn. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đó là cái câu mà đi chung vô luôn á, đối tượng của sáu căn môn hai chấm, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Tức là mình đang học cái sáu cảnh, thì cái sáu cái cảnh này nó là đối tượng của sáu căn môn, tức là căn là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. À, vì mình hiểu cái câu người ta muốn diễn đạt lên cái vấn đề này nó là như vậy. Ghi lại ha, cái đánh cái hoa tỷ gì đó, à, đối tượng của sáu căn môn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý. Đó, và sắc là đối tượng của nhãn, thinh là đối tượng của nhĩ, khí là đối tượng của tỷ, vị là đối tượng của thiệt, xúc là đối tượng của thân, và pháp là đối tượng của ý. Được chưa? Mình nắm được chưa? Mình học mình nắm được cái sáu pháp này, sáu căn, sáu cảnh này nè, nó rất là quan trọng nha quý vị. Nó liên hệ tới trong cái đời sống hàng ngày mình liên tục, nhất là khi chúng ta đi vào pháp hành thì sáu cái này là nó cứ liên tục, nó sẽ bận không, nó xuất hiện liên tục, là mình phải nắm được đó, biết được cái nào ra đó. Được chưa? Anh cô thư ký vô rồi ha, viết được rồi ha. Châu có nghe không? Châu Nguyễn có nghe không vậy? Nghe ha, rồi tiếp tục ha. Xuống dòng. Gạch đầu dòng bự luôn nha, cho cái vòng tròn bự nghe đó cái. Riêng cảnh pháp có 6 loại. Riêng cảnh pháp có 6 loại. À, tức là mình học nãy có 6 pháp tên là sắc, thinh, khí, vị, xúc và pháp. Thì riêng cảnh pháp có 6 loại. Đúng rồi, cái đó từ cái mũi. Tỷ, cái tỷ. Riêng cảnh pháp có 6 loại. Xuống dòng A nhỏ, năm sắc thần kinh. Năm sắc thần kinh. À,
tức là năm cái sắc thần kinh đó, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, là năm cái sắc thần kinh này thuộc về cảnh pháp. Được chưa? B, 16 sắc tế. 16 sắc tế tức là cái sắc vi tế, nó không phải là những cái sắc thông thường ha, mà thuộc về sắc tế. 16 sắc tế. 2 chấm. Nước. Nước và sắc tế ha. Nước. Hai sắc tính. Hai sắc tính. Tức là hai cái sắc tính nam tính. Hai sắc tính. Đâu này bị gì viết chậm quá ha. Máy kẹt ha. Hai sắc tính. Rồi sắc ý vật. Sắc ý vật. Sắc mạng quyền. Sáu sắc tế là nước nè, hai sắc tính nè, là ba ý vật, là bốn là bản quyền, năm vật thực cáo hư không là bảy, hai biểu tiêu chín, ba sắc đặc biệt là 12, bốn sắc tứ tướng. Sắc tế này không thể nào chúng ta dùng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà mình có thể nhận biết được nó, bởi vì này thuộc về cảnh pháp, là chỉ có dùng ý mới nhận biết được cái này này. Cho nên 16 được xếp vào 16 sắc tế này thuộc về cảnh pháp. Vậy lắm được chưa? Là nước mình cũng không thể dùng mắt mình thấy được nước được, không thể nào mình thấy được nước được. Rờ mình cũng không thấy được nước, không có cách nào thấy được nước, mình nghe cũng thấy được nước. Sắc tính vậy, sắc tính nam, sắc tính nữ. Từ lúc tục sinh là mình đông sát na tâm đầu tiên tục sinh là lại có cái sắc tính, tức là cái chất bản chất của bản thể của sắc tính này thì mình cũng không thể thấy được bằng hòa ngũ căn. Sắc y vật, sắc bằng quyền, sắc vật thực, sắc công, tất cả những sắc này đều không thể dùng nhãn nhĩ tỷ đệ thân mà có thể thấy được. Cho nên được xếp qua nhóm 16 sắc tế, nó thuộc những sắc mà vi tế, nhưng mà mới có thể thấy được nó bằng ý mà thôi, tức là bằng tâm mới thấy được thôi. Tâm chưa chắc thấy này. Tâm mình thuộc về tâm siêu đẳng mà nó mình thấy không nổi. Biết đây ai thấy nổi mình siêu quá, mình sắc tế kệ, mình xa tế thì chắc mình thấy, mà sắc tế thì chắc mình chưa thấy. Sắc tế thấy, sắc tế
Rồi đó, cái B phải không? B là 16 sắc tế. C là tâm. C là tâm. C tâm. Tâm mà mắt thấy được quý vị. Tâm mắt thấy được không? Tai nghe được không? À, mắt tai mũi lưỡi thân đều không thể nào biết được tâm. Vậy là cái gì biết được tâm? Cái gì biết được tâm? Ý thức tâm à, ý thức tâm, tâm biết được tâm, ý biết được tâm. Cho nên tâm này nó thuộc về cảnh pháp à, tâm biết được tâm à, tâm mình biết được tâm à, nhưng mà sắc pháp mình không biết à. Sắc tế mình không chịu biết à. Bây giờ mình giả là giả cho nó ha. Giờ ta cho mình biết trước rồi đó mà mình còn chưa biết nữa. Sao mà sống đây nổi trời. Rồi D là tâm sở. Tâm sở. Rồi là những cái gì mà nó phụ thuộc cho tâm, nó đồng sanh với tâm, nó phụ thuộc nơi tâm thì nó là tâm sở. Và những cái tâm sở này cũng không thể dùng mắt tai mũi lưỡi thân mà biết được, mà chỉ dùng ý mới biết được cái này thôi. Là mình dùng tâm quan sát, tâm quan sát những cái trạng thái tâm sanh lên, chẳng hạn như khởi tâm lên có cái tham đó, thì mình quan sát được cái trạng thái tâm tham đó thì nó thuộc về tâm sở tham à, thì đó là những cái chỉ dùng ý mới có thể biết được cái bài này ha. Rồi số cái gì đây, bài này E là Niết Bàn. E là Niết Bàn. E là Niết Bàn. À, là cũng thuộc về gì vậy? Đó là năm sinh đấy. Niết Bàn là thuộc về cũng là cảnh pháp. Tại vì mình không chỉ có tâm mới thấy được cái bạc ra. Rồi số F là khái niệm. F khái niệm. Khái niệm tục đế. Khái niệm. Khái niệm tục đế. À, tức là cái khái niệm tục đế này khi mình dùng ngữ nghĩa tục đế mình nói với nhau thì mình nói ý nó mới hiểu được những cái đề này thôi, chứ năm cái căn nhãn nhĩ đĩ thiệt thân nó không có thể mà hiểu được những cái vấn đề này, chỉ có ý mới hiểu được vấn đề tục đế. À, đó là vấn đề chúng ta thấy là về cảnh pháp được phân ra làm 6 loại như vậy, tức là sắc thần kinh, 16 sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm. Tất cả sáu này được xếp vô nhóm gọi là cảnh pháp. Đúng chưa? Sáu loại được xếp vô nhóm gọi là cảnh pháp. Thì như vậy chúng ta nắm được là sắc thinh khí vị xúc là cảnh ngũ. À, còn pháp còn lại là cảnh pháp, tức là sáu loại này, tức là năm sắc thần kinh, 16 sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm. Thì khi mình hiểu được là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. À, thì mình hiểu được sáu cái này là những cái gì đó thì lúc đó chúng ta mới đi và pháp hành được, chứ mình không biết được những cái này thì chúng ta giống như mình mù rồi voi, mình sao mình thể hiểu được vấn đề được. À, cho mình cần phải hiểu được, bởi vì trong những bài kinh Đức Phật thường giảng về 12 xứ và sáu căn sáu cảnh hay là sáu xứ, sáu sắc thì sáu xứ này là 12 xứ, 18 giới thì cũng nằm trong sáu căn sáu cảnh sáu thức nữa. À, thì mình phải hiểu được những cái pháp này để mà mình nắm bắt được cái vấn đề một cách chính xác, một cách rõ ràng hơn. Rồi đó là tính hẹp là chúng ta có được là sáu pháp như vậy. Rồi giờ tính rộng, chúng dòng tính rộng có 21 cảnh. Tính rộng có 21 cảnh. Tính rộng, tính dòng có 21 cảnh.
chia làm sáu nhóm, chia làm sáu nhóm. Nhóm A từ 1 đến 7 hai nhóm. Nhóm A từ 1 đến 7. Rồi sử dụng 1 đến 5. 1 đến 5 hai chấm. Sắc, hình, khí, vị, xúc. 1 đến 5. Sắc, hình, khí, vị, xúc. Là từ từ số 1 đến số 5, số 1 là sắc, hình, khí, vị, xúc là 5 ha. 5 cái. Và 5 trong nhóm A. Sáu tới năm phải không? Về sáu cảnh ngủ, cảnh ngủ. Bảy cảnh pháp. Cảnh ngủ, bảy cảnh pháp. Rồi như vậy nhóm A chúng ta có 7 cái, 7, 7 pháp, và từ 1 đến 5 là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, và từng cảnh một, từ 1 đến 5, mỗi cảnh một có 5 cảnh như vậy, và từ cảnh sắc, thinh, vị, xúc. Rồi số 6 là cảnh ngủ. Cảnh ngủ đây không phải là một cảnh riêng biệt, mà nó là gom 5 cảnh này lại, người ta nói, tức là nó gom 5 cái này, sắc, thinh, khí, vị, xúc, thì ta kêu là cảnh ngủ, à, chứ không phải nó là một cảnh riêng biệt. À, cảnh ngủ tức là gom 5 pháp này, sắc, thinh, khí, vị, xúc này làm lại thành một cái gọi là cảnh ngủ, để phân biệt với cái gì? Phân biệt với cảnh pháp, tức là cảnh ngủ là 5 cái đó, cảnh pháp là riêng biệt, à, cảnh pháp là cảnh ngoài cảnh ngủ ra. À, như vậy nhóm A từ 1 đến 7 chúng ta có là 1 đến 5 sắc, thinh, khí, vị, xúc, 6 là cảnh ngủ và 7 là cảnh pháp. Được chưa? Rồi ok, quý vị nắm được không? Alo. Rồi tiếp nhóm B từ 8 đến 9. Nhóm B từ 8 đến 9. Từ 8 đến 9 nhóm B. Số 8 cảnh chân đế. 8 là cảnh chân đế. Số 9 là cảnh tục đế. Cảnh tục đế. Rồi, à, nhóm B cho ta biết là có hai cảnh là cảnh chân đế. À, cảnh về thuộc về tục đế, à, thì nằm trong nhóm B. Rồi nhóm C từ 10 đến 12. Nhóm C từ 10 đến 12. Mười cảnh dục giới. Mười cảnh dục giới. Mười một cảnh đáo đại. Mười một cảnh đáo đại. Mười hai là cảnh niết bàn. Rồi nhóm D từ 13 đến 14. Nhóm D từ 13 đến 14. Nhóm D, nhóm D, sao vậy? Mặt cười
Đây là 13 là cảnh danh pháp. Cảnh danh pháp. Mười bốn cảnh sắc pháp. Là nhóm này là có hai cái là danh pháp và sắc pháp. Rồi, nhóm E từ 15 đến 17. Từ 15 đến 17. Mười lăm là cảnh quá khứ. Mười sáu cảnh hiện tại. Mười bảy cảnh vị lai. Rồi, nhóm F từ 18 đến 21. Từ 18 đến 21. Mười tám cảnh ngoại thời. 18 là cảnh ngoại thời. Mười chín cảnh nội phần. Hai mươi cảnh ngoại phần. Hai mươi mốt cảnh nội ngoại phần. Cảnh nội gạch ngang cái ngoại phần. Cảnh nội ngoại phần. Được chưa? 21 cái quý vị ghi kịp chưa? Rồi như vậy là chúng ta học về phân hẹp thì mình có 6 cảnh: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Nhưng mà 6 cảnh này á, nếu mà phân tích rộng ra nữa đó, thì chúng ta sẽ thấy nó có được 21 cảnh lận, chứ không phải là có 6 cảnh không. Cho nên cái vấn đề này nó làm cho chúng ta rất là bối rối trong vấn đề này, không? Rất là khó các bạn, 21 cảnh này rất là khó. Bây giờ trong 21 cảnh này chúng ta chia ra thành nhiều nhóm như vậy, là phân được làm 6 nhóm. Cho chúng ta thấy là nhóm A từ 1 đến 7, tức là chúng ta sẽ có được những cái nhóm nằm trong thuộc về cảnh ngũ, tức là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Rồi cảnh ngũ và cảnh pháp là nhóm A. Rồi nhóm B thì chúng ta sẽ đi qua cái vấn đề cảnh là phân ra theo kiểu mà chân đế và tục đế, để chúng ta thấy được cái vấn đề nó có cái sự là đặc biệt trong cái về cái cảnh như vậy. Và cảnh như thế nào là cảnh chân đế, cảnh như thế nào là cảnh tục đế, để chúng ta có thể hiểu rõ được khi mình đi vào pháp hành, mình nắm bắt vấn đề, mình mới hiểu được mình đang nằm trong cái thuộc cảnh nào, mình đang bắt cảnh nào, mình đang an trú vào cảnh nào, để mình biết rõ. Nếu chúng ta an trú vào cảnh tục đế thì là chúng ta chỉ nằm trong cái vấn đề là chưa có đi vào được trong cái pháp hành của tứ niệm xứ. Chúng ta đi vào cảnh chân đế, mình nắm bắt được cái cảnh chân đế thì chúng ta mới thật sự là biết được như thế nào là pháp hành của pháp tứ niệm xứ. Pháp tứ niệm xứ lấy cảnh chân đế làm đối tượng chứ nó không lấy cảnh tục đế. Cảnh tục đế này thiền định thì ta lấy cảnh tục thiền quán là phải lấy cảnh chân đế, nên mình phải biết rõ những cái vấn đề này. Rồi nhóm C thì ta cho mình biết có ba loại cảnh, là cảnh dục giới, cảnh thuộc về dục giới.
có liên hệ đến dục, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp thuộc về dục giới, thì là cảnh dục giới. Hoặc là cảnh đáo đại, tức là cảnh thuộc liên hệ đến cái vụ mà thiền, tức là những cái cảnh thuộc về đáo đại, và thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Rồi tới cảnh niết bàn, là cảnh về cái trạng thái niết bàn. Chúng ta biết được phân ra những cái cách này như thế nào để chúng ta thấy được đối tượng nó như thế nào, và tâm nào biết được cảnh này, tâm nào biết được cảnh này, biết một cách rõ ràng, rất là ngoan mục trong cái vấn đề này. Càng lúc chúng ta đào sâu vào trong cái giáo pháp thì chúng ta mới thấy được cái sự quyền diệu, cái sự mà thâm sâu vi diệu của giáo pháp, chứ không phải đơn thuần chúng ta nói chung như được. Thường thường chúng ta nói chuyện mà khi mà lên thuyết giảng hay là gì đó thì người ta chỉ nói chung trong vấn đề thôi. Nhưng mà khi cho học vào cái pháp, người ta sẽ mổ xẻ ra, giống như là mình mổ một cái vấn đề đó, mổ cái vật chất đó ra, làm thành từng mảnh vụn nhỏ, rồi từ đó mổ sâu vô nữa để chúng ta thấy được, phân loại ra từng chút một chút, để thấy được đâu là thực tính của các pháp nó như thế nào. Rồi đi tới một cái vấn đề là phải bước qua những cái cảnh nào là cảnh danh pháp, cảnh nào là cảnh sắc pháp, thì chúng ta thấy rõ đâu là danh pháp, đâu là sắc pháp, cần rõ ràng. Khi chúng ta bắt được hai cái đối tượng này, thấy rõ trí tuệ và thấy được danh pháp và sắc pháp, là chúng ta đang mở đường đi vào con đường tuệ quán. Đó là danh pháp và sắc pháp. Rồi từ đó chúng ta đi tới tiếp theo là cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, tức là về ba thời. Tức là trong cái đời sống của mình, nó không có chạy ra ngoài khỏi ba này đó. Ngay cả trong lúc chúng ta thiền định vậy, chúng ta vừa thấy cảnh cái là nó qua thành cảnh quá khứ, mình vừa thấy cái nó qua thành cảnh vị lai, hoặc là mình chưa thấy cảnh, mình tưởng tượng nó sẽ trở thành cảnh vị lai. Mà ngay trong hiện tại rất khó mà chúng ta bắt được cái cảnh hiện tại này, thì chúng ta chưa kịp nhận được nó thì nó đã trở thành. Cho nên ba cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai, chúng ta cần biết tâm nào biết cảnh quá khứ, tâm nào biết cảnh hiện tại, tâm nào biết cảnh vị lai rất rõ ràng. Và đi đến cái phần chót, phần ép là 18 tới 21, chúng ta sẽ biết được cảnh nào thuộc về ngoại thời, ngoài thời gian, cảnh nào về nội phần bên trong, cảnh nào về ngoại phần, và cảnh nào cả hai nội và ngoại phần. Để phần chúng ta thấy là những vấn đề của cảnh này nó không có đơn giản như mình nghĩ, là chỉ cái sắc thinh hương vị xúc pháp như mình học, mà còn sâu sắc, còn vi tế, rất là tinh vi trong cái đại học này. Nhưng mà khi mình học vô mình thấy nó mê lắm. Nó có những cái mà rất là quyền diệu, rất là sâu sắc. Pháp đúng là phải nói rằng vi pháp này là pháp dành cho bậc trí. Nếu chúng ta mà chịu khó, mình đi theo dấu chân của những bậc trí, từ từ mình cũng hiểu được chút, mình mới thấy được cái vị ngọt của giáo pháp, mình mới thấy được cái sự mà là tinh vi, cái sự tuyệt vời bên trong của giáo pháp. Chứ thường thường chúng ta khó mà hiểu được, bởi vì có giáo pháp quá thâm sâu, giáo pháp của Đức Phật quá thâm sâu, quá vi diệu. Mỗi người mà thường mình không thể nào mình thể hiểu nổi được cái này. Nếu mình không học vi pháp này, mình không thể nào mình nếm được cái vị của giáo pháp đâu. Mình chỉ giống như mình đứng ngoài mình dòm vậy thôi. Giờ mình biết rồi mình đi, mình nói dốc nha. đi thấy dốc hù nhắn ma ta nha. Để học tới đi, giờ nói nó lộn sang ngọc. Học tới cái phần này mình mới hiểu rõ hơn. Đi từ từ, đừng nóng. Đi tới này là sao. Rồi đó là cái vấn đề. Chúng ta thấy là khi mà mình học về 21 cảnh này nè, nó mở mang cái trí tuệ rất nhiều. Quý vị nhớ để ý, mình học mình nhớ chịu khó, mình dùng cái trí tuệ của mình đó, dùng cái trí mình suy xét vấn đề, để mà mình động não, mình mở ra được cái con đường, mở được cánh cửa để mà chúng ta đi vào cái tự quán được sâu sắc hơn. Còn nếu mình học giống như mình chỉ thuộc bài, mình thuộc từ đó, để mình đi mình hù thiên hạ này, cái đó là không ít lợi gì đó. Cái đó là bị rất là nhiều như vậy. Hồi xưa chúng tôi học về mà bên Bắc Tông, hồi xưa như vậy, học về kinh Lăng Nghiêm, rồi kinh Pháp Hoa, rồi kinh Bát Nhã Ba La Mật gì đó, học nó đi khè ta, rồi đi nói dùng chữ toàn ghê gớm, phát chữ ra nói rồi còn là tiếng Hán, Hán rộng Hán hẹp gì nói tôm lum là nhắc ma thì ngã, cuối cùng mình cũng hiểu được gì. Mình biết được pháp rồi, thấy đúng là mình ngu thiệt, không biết khỉ đó. Nói chả hiểu được mình nói gì luôn. Khi mình học vô rồi, từ từ mới thấy về quả thật đúng là mình cũng nói ngu mà không chừa cho người khác ngu dùm, ngu quá ngu. Học rồi mới thấy là ôi trời ơi, giáo pháp Đức Phật
quá thâm sâu vi diệu vậy mà mình cứ dẫn mặt ha. Mình học chút xíu rồi mình la làng quá sớm để khoe pháp đủ thứ. Cho nên khi mình hiểu rồi mới thấy càng học nhiều thì người ta càng thấy mình là giống như hạt cát sa mạc. Mình vô rồi mới thấy mình như hạt cát sa mạc, chả là gì đó. Cũng như vậy, chúng ta mấy chục năm mình nghiên cứu mình học, bây giờ mình coi lại mình thấy cái biết của mình nó có chút xíu thì vô trong những vấn đề sâu xa bên trong mình mới thấy kinh hồn, phải công nhận là một cái gì đó nó sâu thẳm, khó mà chúng ta có thể dùng cái trí tuệ phàm phu của mình biết được. Nhưng mà cứ từ từ, chúng ta cứ mình cái canh cái ánh sáng cuối đường hầm nó cái gì, mình canh ánh sáng cuối đường hầm, mình cứ mòm đi tới thì từ từ cũng tới thôi. Mình ráng từ từ đi, mỗi ngày chút mình quan hỷ được trong cái giáo pháp này được á. Nếu mình học mà mình thấy mình quan hỷ được, mình thấy tiến hóa được, mình thấy cái sự mà tuyệt vời trong giáo pháp, mình mới thấy được rằng cuộc đời của mình không có nuối tiếc, sống không có nuối tiếc, mình giờ mình có chết mình không có nuối tiếc, bởi vì mình biết được giáo pháp cao thâm của Đức Phật, biết được những cái mà ngày xưa mình chỉ nghe nói thôi, mình nghe rồi giáo pháp Đức Phật là tuyệt vời, giáo pháp Đức Phật là thâm thâm vi diệu, là đủ thứ chuyện người ta bán hát đủ thứ, nhưng mà mình không hiểu, nó giống như người ta nói là cái tô phở là nó ngon cực kỳ lắm không, tô phở đặc biệt này, hoặc là bò Cô Bê rồi xịn ngon, mình chỉ nghe nói thôi chứ mình chưa có từng thưởng thức được, mình cũng mà nó hay thì ngon thì ngon biết thôi. Cũng như nghe nói giáo pháp Đức Phật siêu đẳng cao siêu thâm thẳm, mình nghe thôi chứ mình đâu hiểu gì đâu, nghe thôi chứ mình cũng quan hỷ, mình cũng là khen theo, nhưng thực sự mình chưa hiểu là gì hết. Nhưng mà càng lúc chúng ta càng đi sâu vô thì mình thấy được tuyệt vời, tức là xứng đáng mà để cho chúng ta hy sinh cả cuộc đời của mình để mình chịu khó mình đào bới mình học hỏi, không có uổng phí một cuộc đời. Bây giờ mình đã được cái cơ duyên mà mình phải nói rằng chúng ta phải nói là mình biết được Phật pháp là cái duyên lành của mình rất là lớn cái gì. Bây giờ mình thấy học rồi mình mới thấy cái giá trị của cái sự biết Phật pháp. Và bao nhiêu trên tỷ người trên thế gian này, quý vị thử tưởng tượng, bây giờ mình đếm đầu ngón tay thôi, những người biết Phật pháp mà thật sự biết Phật pháp, tức là thật sự hiểu Phật pháp thì đếm đầu ngón tay đó, quý vị. Chứ không phải chuyện đùa đó. Mình biết thì biết, bà nhớ biết chút cho vui. Còn những người khác thì theo những tông phái này, tông phái kia, đủ thứ chế ra, đủ thứ kiểu. Cuối cùng là toàn là mình đi nhặt những hạt thóc bệ bạ, chả biết được gì hết. Trong cái đó giáo pháp tuyệt vời nằm ngay trước mặt, mình không học, mình đi mình làm chuyện gì trời đó khởi. Đó là cái vấn đề mà bây giờ ngày hôm nay chúng ta nắm được giáo pháp, mình hiểu được, mặc dầu không có sâu tới và như bậc thánh, mà làm gì làm chúng ta cũng có được cái phước báo, hiểu được chút nào được cái hương vị của giáo pháp, mình nếm được hương vị giáo pháp thật là tuyệt vời, thật là ngọt ngào, thật là thơm, thật là không còn một cái từ nào để chúng ta có thể diễn đạt được giáo pháp của Đức Phật. Rất là tuyệt vời cái điều gì. Cũng mong là tất cả chúng ta cùng quan hỷ, cố gắng mỗi ngày học chút, học bằng trí tuệ, học với cái sự hiểu biết trí tuệ, chứ đừng học bằng cái kiểu mà tâm thiện mà ly trí thì cũng khổ lắm. Chả hiểu được gì hết, chúng ta chỉ là cái chiếc máy mà mở lại thôi, chứ không có một sự hiểu biết, mà rất là uổng thời gian của mình. Giờ mình học ít nhưng mà mình hiểu nhiều, mình thấm sâu nhiều. Đó là cái mà hạnh phúc nhất trong cái thời gian, hạnh phúc nhất trong đời sống của mình. Đó là chúng ta ngày hôm nay mình cố gắng từ từ chút không. Mà nhớ là đặt cái trí tuệ lên hàng đầu, luôn luôn phải dùng trí tuệ để mà suy xét. Bởi vì đời sống của mình thở ra mà không thở gì coi như là vĩnh biệt hay gì ha. Thở ra không thở vô là coi như xong. Đời mình là coi như chấm dứt. Không biết mình sanh đi đâu nữa, nhưng mà cái vốn mà mình học được, kiến thức trí tuệ mình nó đi theo mình hoài. Đi theo để giúp cho mình trong cái đời sống. Mình được có được số vốn kiến thức Phật pháp mà rủi kiếp nào đó mình sanh ra, mình gặp lại được ai đó nhắc tới, nói tới vì diệu pháp thì ta nói tới là những cái tiếng Bali này, cái mình nghe cái mình chợt tỉnh rồi ha. Mình chợt tỉnh, mình nhận ra được đây là cái này mình biết, hình như mình đã biết rồi. Thì đó là cái nhân, cái duyên nó khơi lên để cho chúng ta quay trở lại được với giáo pháp. Rất là tuyệt vời.
Và rất mong lũ gì cùng nhà chúng ta quan hỷ và thắp đuốc mà đi trên cái con đường để mình đạt tới một ánh sáng chân lý. Phương báo hôm nay chúng ta học tới đây, phần sau chúng ta đi vào chi tiết vân ha. Cầu chúc cho tất cả chúng ta luôn có được trí tuệ sáng suốt, luôn có được một cái đời sống an lành, hạnh phúc, không bệnh hoạn, luôn luôn được có một ánh sáng chân lý để chúng ta thành tựu được cứu cánh giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Ca Dạ. Và xin trả mic về cho MC. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Ca Dạ. Dạ nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh rất là nhiều đã giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay, và cũng như những lời tâm sự của thầy. Quý vị biết không, lúc đầu á, 2 năm trước thầy kinh vô á, là thầy kinh không có bao giờ tin là mình có thể mà mình đi theo thầy cho tới nay đâu. Thầy cứ sợ là tới cái quý vị biết không, cái chỗ mà tới cái phần cái bản niêu mà giải thích mấy cái thực tánh pháp xong là thầy nói chắc thầy đã đám rồi, không có là học lên nổi đâu. Mà thấy Châu Nguyễn cứ sắp dép chạy theo nè, Như Quỳnh sắp dép chạy theo nè, Châu Nguyễn là gọi Nguyên Như là chị ơi khó quá, chị ơi khổ quá. Thì Nguyên Như mới nói Châu ơi, em mà bỏ là chị không biết làm sao luôn á, em phải ráng nha, cứ mỗi ngày sắp dép chạy theo thầy. Như vậy mà tới bây giờ lết cũng được hơn 2 năm rồi đó thầy. Tụi con cũng theo, rồi sau này là có chị Hà, anh Lý với lại anh Mỹ nè, cũng là học trò rất là kỳ cựu của sư phụ Sáng Nhiên. Mấy người này vô đây là ủng hộ mình đó, rất là hay đó thầy. Thành ra con thấy tụi con cũng có phước, có thầy, rồi có mấy bạn đạo rất là giỏi đi vào trong lớp. Dạ, thành ra rất là xa thú và rất là trân trọng những cái giây phút mà còn hơi thở này. Cũng may là có Thi Lâm. Thi Lâm cũng thâu được những cái bài để cái bạn nào mà không có vô kịp vẫn còn đi theo. Nhiều khi thầy dạy 2 năm rồi mà còn có những người mới, họ vẫn theo những cái bài của Thi Lâm mới đăng hồi xưa rồi mà bây giờ họ mới học lại, cũng rất là xa thú đó thưa thầy. Dạ, mỗi người ở trong lớp này đều có một cái góp phần rất là quan trọng. Mỗi người đều cần trong đây hết, không có người nào. Dạ, Thi Lâm là con cực, con rất là nhỏ xíu, rất là hiền, ngày nào cũng đi vào lớp rất là im lặng. Có nhiều người không có biết Thi Lâm là ai. Quý vị nhớ cho Thi Lâm nhiều cái bông nha. Ngày nào Thi Lâm cũng vô lớp đó quý vị, vô trước quý vị mà về sau quý vị đó, thức khuya sớm, thấy thương lắm. Dạ, không có Thi Lâm là mình không có học được những cái gì hôm nay đâu đó quý vị. Nhiều khi Châu Nguyễn làm sách mà có những cái chỗ mà thắc mắc là phải quay lại bài của Thi Lâm. Rồi những cái vị trong đây ai cũng rất là quan trọng, cũng chị Kim Nhung cũng thức khuya dậy sớm. Và không có, Nguyễn Như thấy không, cả rồi mình không có thiếu ai được hết á. Dạ, thôi Nguyễn Như cũng nói nhiều quá rồi. Con xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông có thể thay mặt Chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Bạch Sư, con xin dâng bích lại cho Sư ạ. Favatu sabba mangalang rakhang tu sabba devata sabba buddha nufave nasada sauti favang tute favatu sabba mangalang rakhang tu sabba devata sabba dhamma nufave nasada sauti favang tute favatu sabba mangalang rakhang tu sabba devata sabba sangha nufave nasada sauti. Và bằng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ qua đức của chư Phật, do nhờ qua đức của giáo pháp, do nhờ qua đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thú, xa thú, xa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ con xin mời quý vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ.
Ya de wa ta sam ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta ta hin ta tham ma da ne na pha wan tu pu chi ta so thân ca ron te ta vi ha ra mang da le Thế ra cha mánh cha na hoa ca cha phình khá vô xà ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Gà ma cha đê sa ni gà ma cha y sa ra sam pa na phu ta su khi ta pha văn tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa sam se da cha ta tha vô pa pa ti ca. Ni ya ni căn tham ma hòa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha dân tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mạnh tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc rô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sang tham mô sam bê bi tham ma cha ri no vua thân sam ba bù này ya ma tham ma ri yam ba vui đi tê y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du ý đằng quá tám mê buồn nhân à xá quá khá già quá hằng hồ tú quá nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyên Như xin hẹn chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào tối thứ hai ở bên Mỹ và cũng là sáng thứ ba ở bên Việt Nam. Chúng ta lại được học những bài rất là hay về 37 phẩm trợ đạo với sư phụ Pháp Thanh. Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.